việc rải đinh trên cầu được phát hiện vào cuối tháng 11. Vào ngày 5 tháng 11, lần thứ 3 tình trạng đinh tặc được phát hiện. Hai lần trước, Sở Giao thông Vận tải cùng quận Hải An và huyện Cát Hải đã vào cuộc xác minh. Khi đi thực tế, đoàn kiểm tra thu gom được hơn 1 kg đinh tại mặt cầu Tân Vũ, Lạch Huyện. Phân tích ban đầu cho thấy đây là loại đinh thông thường hay sử dụng để đóng cốt pha, chứ không phải là loại đinh tự chế để bẫy người tham gia giao thông như lâu nay vẫn gặp. Đơn vị đã yêu cầu một số tổ công tác liên tục quét dọn thu gom đinh. Tuy nhiên, vừa thu gom một lượt, quay lại đinh đã xuất hiện tiếp. Về phía Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân hai quận huyện chỉ đạo công an vào cuộc điều tra làm rõ. Điều khó hiểu là tình trạng rải đinh trên cầu diễn ra liên tục khoảng nửa tháng nay. Đinh được phát hiện ở cả 4 làn đường, mật độ dày và kéo dài từ khoảng 5 km suốt chiều dài mặt cầu. Tuy nhiên, thủ phạm rải một lượt đinh lớn lên cầu là ai và nhằm mục đích gì đến nay vẫn là thông tin bí ẩn.